Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio nằm ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thì cũng như mọi khi thì làm những cái clip tập hợp hay là những cái clip hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn nghe để hiểu hơn về Lê Hoàng cũng như những sản phẩm mà Lê Hoàng đang muốn cung cấp cho khách. Thì ngày hôm nay thì Lê Hoàng muốn giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mới mà Lê Hoàng vừa mới mua được trong cái thời gian mà Lê Hoàng ở Nhật. Thì hiện tại là Lê Hoàng đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì ngày hôm nay phải nói là một ngày rất là vui, là ngày cuối cùng làm việc ở Nhật Bản trong năm 2017. Thì hôm nay là ngày 28 Tết ở Nhật Bản. Thì người Nhật người ta sẽ ăn Tết Tây, cho nên là người ta sẽ nghỉ bắt đầu từ ngày hôm nay. Thì nghỉ Tết rồi thì Hoàng cũng trang bị cho mình một cái máy chụp hình mới ở Nhật. Thì trước đây cũng đã có rồi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ trang bị thêm một cái máy mới. Thì Lê Hoàng vừa mới mua lúc chiều thôi, mua ở Yodobashi Camera. Thì đây là một trong những cái trung tâm điện máy lớn và nổi tiếng nhất ở Tokyo, Nhật Bản. Thì nó nằm ở ga Akihabara của Nhật. Thì mình vừa mới mua đây. Đây là cái biên lai thu tiền đó. Thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái máy ảnh mới mà mình rất là yêu thích, hổng rày ở bên Nhật. Đây chính là con máy ảnh Canon EOS 9000D. Cái con 9000D này là cái con máy ảnh mới ra ở Nhật. Thì bên này người ta rất là chuộng cái dòng máy ảnh này, và chụp hình thì rất là đẹp, quay phim cũng rất là đẹp. Thì công việc của Lê Hoàng đó chính là thu âm, mix nhạc, đập hợp những cái sản phẩm thu âm. Thì hôm nay đây là cái sản phẩm không phải là hàng bán các bạn, những cái sản phẩm bán là những sản phẩm về thu âm, mix nhạc. Còn cái đây là cái máy ảnh mà Hoàng mới vừa mua được. Thì sắp tới là Hoàng sẽ về Việt Nam, thì Hoàng sẽ tiếp tục cái công việc phòng thu và sẽ quay phim, làm những cái MV ca nhạc. Thì lúc đó các bạn nhớ ủng hộ Hoàng nhé, bằng cách là gọi cho Lê Hoàng hoặc là nhắn tin qua Zalo qua số điện thoại là 098 97 37960. Thì dụng cụ của Lê Hoàng thì có rất là nhiều. Thì ngoài cái con Canon này ra thì Hoàng có sử dụng thêm Flycam, là camera mà bay lên bầu trời các bạn, để quay cho các bạn. Rồi những cái thiết bị thu âm rất là tối tân. Ok, thì hôm nay mới vừa mua xong cái con 9000D này, rất là vui, cho nên là muốn chia sẻ với các bạn, tập hợp cho các bạn xem coi là trong này nó có cái gì. Thì tất cả cái máy ảnh, thẻ nhớ cùng với lại ống kính luôn, thì tất cả Hoàng mua nó cũng trên 30 triệu. Ở Nhật thì mua 15 man, thì 15 man mấy thì tương đương là 30 mấy triệu tiền Việt Nam của mình. Thì để đập hộp coi là trong một cái hộp 30 mấy triệu này nó có cái gì trong này ha. Thì ở Nhật Bản nó sẽ mang tên là Canon EOS 9000D, nhưng mà ở Việt Nam cũng có con này, cũng mới nhập về thôi, nhưng mà nó không có cái tên 9000D đâu. Nếu mà ở Việt Nam mà kiếm 9000D thì sẽ không ra. Ở Việt Nam nó sẽ là Canon EOS 77D. Đó các bạn. Rồi, ok. Thì bây giờ sẽ đập hộp coi là trong này nó có cái gì ha. Máy ảnh mới vừa mua về luôn, cho nên là còn nóng hổi, cho nên là Hoàng sẽ đập hộp cho các bạn xem. Thì vừa mở hộp ra thì trong này nó sẽ có, đây là giấy bảo hành nè, tiếng Nhật gọi là hồ sơ sổ. Hồ sơ sổ là giấy bảo hành. Tiếp theo đây thì có một cái quyển sách hướng dẫn, thì nó nói về những cái công dụng của cái máy ảnh này, chức năng của máy ảnh này như thế nào, không có chi tiết. Đây mới là quyển chi tiết nè, thì tất cả bằng tiếng Nhật hết các bạn. Đây là cái quyển mà hướng dẫn chi tiết cách sử dụng của cái con Canon 9000D này. Tiếp theo thì đập hộp, tới phần đập hộp rất là quan trọng đây. Đây, mình sẽ mở hộp ra coi là trong này có cái gì ha. Thích quá. Thì lấy từ cái nhỏ đi. Thì trong này đầu tiên nó sẽ có một cái dây. Cái dây này gọi là cái dây mà để gắn vào cái máy ảnh đó các bạn, để các bạn đeo trên người đó, cho nó khỏi rớt. Đó, thì đây là Canon. Đó luôn. Hôm nay thực sự là Hoàng rất là vui là đã sắm được cái con máy ảnh mà mình rất là yêu thích hổm rày. Đây, đây là cái dây để mà mình đeo cổ nè. Rồi, tiếp theo thì một cái thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ này thì là Hoàng mua riêng, Hoàng bỏ vào, chứ trong cái máy thì nó không có các bạn. Lúc nãy mua là sẵn tiền bỏ vào luôn. Thì cái thẻ này là 32 GB. Thì đây là cái loại thẻ tốt. Thì bình thường nó sẽ bán với giá thị trường là gần 2 triệu tiền Việt Nam. Nhưng mà
Do là mình mua máy ảnh cho nên mình mua kèm này thì nó chỉ bán cho mình có phần nửa thôi, là 1 triệu đồng một cái thẻ nhớ này, có thể quay được 4K, quay rất là nhiều đó bạn đó. Thì nói chung là chạy rất là mượt cái thẻ nhớ này, rất là ok luôn đó. Thẻ nhớ khui luôn, coi nó có thẻ nhớ nó như thế nào, cái đựng cũng rất là đã, nó có hai ba hộp luôn nè. Rồi mình đây, đây là cái thẻ nhớ mà Hoàng mới vừa mua 32 GB nè. Đó, rất là ok luôn, để nó sang một bên. Tiếp theo thì trong này cũng có một cái ống kính. Ống kính của Canon. Thì cái ống kính này nó không có đi kèm trong cái hộp này đâu. Hoàng cũng mua riêng, Hoàng bỏ vào. Nó đi kèm với cái máy ảnh này là cái ống kính 18 55. Còn đây là cái ống kính 18 135, Hoàng mua riêng tại vì Hoàng không thích ống kính nhỏ cho nên Hoàng mua cái ống kính bự này. Thì nó có thể phóng to và thu nhỏ rất là ok luôn các bạn nè, đó rất là đã. Thì nó sẽ lắp vào cho các bạn xem nhé. Ok, cái ống kính rồi. Trong này thì nó có kèm thêm một cái viên pin pin của máy ảnh, lấy ra luôn nhìn nè, nè còn mới toanh luôn ha. Đó, pin của máy ảnh bỏ qua một bên. Rồi tiếp theo thì có thêm một món nữa, đây là cái sạc của máy ảnh nè, đây là cái sạc sạc Canon rất là đã. Ok, tiếp theo thì tới nhân vật chính của chúng ta đây, đây chính là cái máy ảnh Canon mà Hoàng mới vừa mua lúc nãy đây, thì Hoàng sẽ lấy cho các bạn xem ha, nằm trong này rất là nhiều lớp. Đây chính là cái máy ảnh Canon 9000D mà Hoàng đã mua lúc nãy. Thì nhìn rất là thích các bạn. Nó Canon 9000D thì ở Nhật Bản thì gọi là 9000D, nhưng mà ở Việt Nam thì chỗ này sẽ không 9000D đâu, nó sẽ là 77D. Đó, thì đây là máy mua tại Nhật Bản luôn, rất là ok, rất là đã. Thì cái máy này á nó quay phim HD rất là đẹp nè, chụp hình rất là rõ nét. Rồi màn hình thì mình có thể xoay lật được nè. Đó, rất là tiện cho cái công việc mà quay phim, quay clip, làm MV của mình. Những khi mà mình đứng ở trên cao á, những cái máy chụp hình mà không có xoay lật được cái này nè thì mình phải nhón lên hoặc như thế nào đó. Đây này rất là tiện nè, mình chỉ cần bẻ nó xuống như thế này thôi nè. Đó là mình có thể để cái máy trên cao nhưng mà mình đứng từ dưới mình có thể nhìn được bằng cái màn hình này. Hoặc là từ ở trên mình để xuống đất mình chụp đi. Bình thường á thì mình phải khom đầu xuống luôn, nhưng bây giờ thì không cần đâu. Bẻ nhẹ lên như vậy thôi thì mình để xuống đất, mình đứng từ trên có thể nhìn xuống được, rất là hay. Thì rất là tiện cho cái việc quay phim, quay MV, ca nhạc. Đó, thì đây là cái máy rất là chuyên nghiệp mà hàng đánh giá rất là tốt và rất là thích luôn. Chức năng của nó thì khỏi nói rồi, trong tầm giá 30 triệu thì các bạn thấy nó không có đến nỗi nào tệ rồi. 30 triệu ở đây là mình tính luôn cả tất cả những cái phụ kiện mình mua nha các bạn. Chứ cái máy này không thì 20 mấy triệu thôi. Đó. Giờ mình sẽ lắp cái ống kính vào cho các bạn xem. Lắp ống kính vào. Sẵn đây thì hướng dẫn cho bạn lắp ống kính luôn. Thì mình sẽ mở cái nắp ống kính ra nè. Cái cách lắp thì cũng rất là đơn giản, các bạn nhìn nè. Ở đây á thì nó sẽ có cái màu trắng, các bạn thấy không? Cái màu đỏ với màu trắng nè, cái màu trắng nè. Đó. Thì ở đây trên máy ạ, cái ống kính nó cũng có cái màu trắng nè. Nè. Đó, thì mình sẽ để cho hai cái màu trắng này khớp lại với nhau. Ok. Đồng thời mình sẽ bóp cái nút ở trên này nè, để xoay nó qua. Ok rồi, thì cái ống kính đã được lắp vào trong máy ảnh rồi nè, rất là đã, cầm rất là chắc tay luôn. Tiếp theo thì Hoàng sẽ lắp vào cái pin. Pin thì ở dưới này nè. Rồi, lắp cục pin lúc nãy vào. Ok, tiếp theo thì khe thẻ nhớ của mình nằm bên này. Bỏ thẻ nhớ lúc nãy Hoàng mới mua luôn, bỏ vào. Ok, vậy là bây giờ máy của Hoàng đã được khởi động rồi. Thì tổng thể chiếc máy của chúng ta sẽ như thế này, lật cái màn hình ra để mình quay phim, quay clip. Đó, bẻ nó vô, đóng lại. Ok, màn hình đã được lật ra, rất là đẹp, rất là đã luôn. Thì đây là cái con Canon 9000D nhé. Đó, thì Hoàng sẽ làm việc với cái con này và những cái con máy khác nữa. Thì hiện tại
sắp sửa Hoàng về Việt Nam thì Hoàng sẽ sử dụng cái con này để quay clip chính. Rồi những cái cảnh nào mà xa gần gì đó Hoàng sẽ thay đổi ống kính 18-55, ở Việt Nam Hoàng có rồi, hoặc là 18-270 chẳng hạn, thì đây là 18-135, thì nó nguyên một cái bộ của Hoàng. Và ngoài ra thì Hoàng còn sử dụng thêm Flycam. Tiếp theo là những cái pha hành động thì Hoàng sử dụng GoPro 6, đầy đủ công nghệ hết. Thì anh chị nào ở Tiền Giang, nói chung là tất cả trên nước Việt Nam này luôn, các bạn thích Lê Hoàng thì cứ liên hệ với Lê Hoàng. Lê Hoàng sẽ quay MV cho các bạn, làm phim ca nhạc này kia, thì tùy theo yêu cầu. Các bạn có kịch bản có gì đó thì các bạn cứ liên hệ với Lê Hoàng nhé. Thì sẵn hôm nay đọc hộp với con này cho các bạn xem luôn. Nếu mà bình thường Hoàng mua một cái máy ảnh á, Hoàng sẽ không đọc hộp hay là lên nói như thế này đâu. Nhưng mà đây là cái máy ảnh của Nhật Bản, và rất là hay là nó có cái 9000D này các bạn. Ở Việt Nam kiếm không ra con này đâu, đây là của Nhật mà, cho nên là chỉ có ở Nhật thì mình mới mua được cái con này. Ở Việt Nam thì nó chỉ mang được cái tên là 77D thôi đó, thì nó rất là ok, cho nên là đem mình khoe với các bạn cho các bạn xem đó. Nó phóng to ra thì nó sẽ rất là dài như thế này các bạn, quay phim quay clip thì rất là ok luôn, chụp hình cũng rất là đẹp nữa. Rất là đẹp, rất là sáng, rất là rõ luôn. Bạn nhìn nè, rất là đẹp. Ok, thì Lê Hoàng thì ngoài cung cấp các sản phẩm thu âm, hát live cho các bạn, thì ngoài ra Hoàng còn có thêm cái dịch vụ là sẽ quay MV, làm phim, làm clip cho các bạn. Thì bạn nào yêu thích thì liên hệ với Lê Hoàng nhé, qua Zalo, số điện thoại 098 97 37 960. Thì hiện tại là Hoàng đang công tác tại Nhật Bản. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, Lê Hoàng sẽ chính thức về Việt Nam. Đó, thì lúc đó Lê Hoàng sẽ hoạt động trực tiếp tại Việt Nam và sẽ làm thật là nhiều MV ca nhạc cho các bạn xem, cũng như là những cái phim ngắn ý nghĩa. Và bạn nào thích ca hát thì liên hệ với Lê Hoàng để Hoàng tư vấn cho các bạn một cái bộ thu âm, và có thể sẽ quay MV, quay clip cho các bạn nếu các bạn có nhu cầu nha. Thì mục đích của Hoàng là muốn phục vụ cho các bạn và muốn mang đến cho các bạn những cái sản phẩm nào đó thiệt là tốt, để mình có thể hát live thu âm để mình gửi cho bạn bè mình nghe, hoặc là những cái lúc mà mình buồn, mình muốn thư giãn, mình không cần phải nghe nhạc của ai hết, mình có thể nghe những cái bài hát của chính mình. Lê Hoàng cũng vậy, mình hát không có hay đâu, nhưng mà những cái lúc mà mình buồn, những cái lúc mà mình cảm thấy không vui, mà tự nhiên mở cái bài hát của mình lên, cái tự nhiên bao nhiêu cái phiền não nó xua tan đi hết, và mình cảm thấy mình rất là vui trở lại luôn. Thì dạo gần đây khi mà khách mà nhận được hàng từ bên Lê Hoàng á, mà chỉ cần nói với Lê Hoàng một câu là à hàng của em ok lắm, anh hát rất là thích, thì tự nhiên Lê Hoàng cảm thấy rất là vui luôn. Thì hy vọng là Lê Hoàng sẽ về Việt Nam và sẽ làm thật là nhiều MV, cũng như là sẽ cung cấp thật là nhiều sản phẩm tốt cho các bạn, để các bạn có những cái bộ thu âm hát live vừa túi tiền mà mình có thể hát được những cái bài hát mình yêu thích rất là hay, mà không cần phải thao tác nhiều nữa. Đó, thì sẵn hôm nay thì đập hộp cái con Canon 9000D này cho các bạn xem luôn, giới thiệu với các bạn. Thì anh chị nào, các bạn nào mà mua cái bộ thu âm rồi á, mà mình muốn quay MV, quay clip thì mình có thể sử dụng điện thoại. Thì trước đây Lê Hoàng cũng quay bằng cái iPhone 7, thì quay rất là ok luôn. Nó có chế độ quay 4K nữa. Thì trước đây Lê Hoàng quay bằng cái con iPhone 7 thì nó có quay 4K nữa, rất là đẹp. Thì hôm nay thì ở đây thì cũng sắp về Việt Nam rồi, cho nên là Hoàng mua luôn cái con này nữa. Thì tới bây giờ thì cũng hai cái máy ảnh đổi rồi con này nữa. Thì ok, hôm nay thì tâm sự tới đây thôi. Thì nếu mà các bạn muốn đi theo con đường chuyên nghiệp quay MV này kia nữa, thì bạn đầu tư một cái máy ảnh xịn xịn như vậy nữa để mình quay cho nó đẹp. Có hình ảnh đẹp rồi thì mình sẽ sử dụng phần mềm Sony Vegas Pro, là mình có thể hiệu ứng chỉnh sửa trên đó ngon lành rồi. Thì bạn nào mà chưa biết về MV, chưa biết làm cách làm như thế nào á, thì có thể liên hệ với Lê Hoàng luôn. Lê Hoàng sẽ tư vấn và hướng dẫn cho các bạn cách làm. Đó, bằng cách là liên hệ qua Zalo 098 97 37 960. Nếu các bạn thấy cái video clip này mà có ích, thật sự có ích, thì các bạn nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của Lê Hoàng càng nhiều nhé. Thì Lê Hoàng sẽ có những gì hay, Lê Hoàng sẽ chia sẻ cho các bạn thiệt là nhiều nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của Lê Hoàng nhé. Chào các bạn.